Express Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Ban Nhạc Việt lần thứ 6 vòng quân tương. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là phần vượt tường của một ban nhạc có cái tên trong một bộ phim hoạt hình mà rất nhiều các bạn nhỏ và rất nhiều các bạn trẻ yêu thích. Và tên ban nhạc của các bạn là... Hey! Konoha Ninja! Hey! Chúng tôi là... Konoha Ninja! Tôi là Hoài Vũ, là vocal của band. Đây là bạn Hà Đức Duy, là guitarist. Đây là Hà Đức Sâm, em trai của Hà Đức Duy, cũng là guitarist. Đây là bạn Thiện, là guitar bass. Đây là bạn Nhân, là trống của band. Và chúng tôi là những chàng trai đến từ một tập thể yêu thích anime Nhật Bản và có hỏa chí ngày hôm nay yêu thích bộ môn rock và đến đây để cùng biểu diễn và xem thử chúng tôi sẽ đi được đến đâu. Chúng tôi theo đuổi dòng nhạc alternative metal. Đó là một dòng nhạc mà không quá nặng cũng không quá nhẹ của thể loại rock. Bởi vì mỗi thành viên có mỗi cá tính khác nhau. Có một số người hoạt động rất là năng nổ và có một số người rất là nhẹ nhàng trong cái tính cách của mình. Và cái sự giao thoa giữa khác nhau nó lại đem lại một cái định hướng phát triển cho band ở một cái tương lai. Và chúng tôi xác định đó là con đường của Konoha Ninja. Konoha Ninja! Anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng của mặt trời. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá, yêu em mãi như mặt trời. Với trái tim cháy yêu thương, một ngày nào đó nếu anh dương sẽ không còn loài người chìm trong đêm dã man, mà tình người sẽ tan biến như là giấc mơ, yêu đương chỉ còn trong dĩ vãng. Em bên anh vẫn cô đơn, em xa anh dù gần, con tim ta như đã lại của già. Xóa tan lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng của mặt trời. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá, yêu em mãi như mặt trời. Với trái tim cháy yêu thương, xóa tan lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng của mặt trời. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá, yêu em mãi như mặt trời.
trái tim cháy yêu thương. Ban nhạc này được cái là chưa chơi đã hay rồi. Tôi thích nhất là cái lúc mà cái tường nó đóng lại xong các bạn ấy chui qua bức tường đi ra ngoài solo đẹp đẹp đẹp. Khẳng định luôn đã là của mình. Vâng. Người ta làm vượt tường các bạn ấy chui qua tường đi ra solo. Tôi rất là thích các bạn, thích cái tổng quan, cái tổng thể của các bạn. Các bạn có cái tính kỷ luật, có cái thẩm mỹ, có cái phong cách riêng. Ngoài một vài cái lỗi nhỏ ở trống vocal thì tôi chưa thực sự thích cái cách hát này lắm. Nhưng tôi suy nghĩ ở những giây cuối cùng là vì điều này, tôi nghĩ rằng tôi sẽ đem các bạn về và tôi sẽ sửa được những cái điểm đó cho các bạn. Và hãy về với đường của tôi. Hãy về với đội của anh Nguyễn Hải Phong. Các bạn nên nhớ là tôi là người bấm lên đầu tiên. Anh Phong á là ngồi ở dưới kia, có định bấm biết gì đâu. Hay. Đúng. Hay là đúng hả? Và tôi bấm lên là vì thứ nhất là tôi nhìn các bạn quá đẹp. Chơi nhạc hay nhưng mà nó cũng phải có duyên. Không, người quăng miếng mới duyên dáng được chứ. Có duyên luôn. Tại vì tôi quăng con miếng truyền banh. Ở cái sàn diễn của Ban Nhạc Việt này là chị ý là thể hiện một con người coi như là cao thượng. Quá cao thượng luôn. Độc cô cầu bại. Chị đẹp, chị giỏi, chị vô địch. Bây giờ chị lại còn tốt nữa. Em khen những người khen gì với cái bộ mặt đó. Em nói nụ cười tươi nào. Chị giỏi này, chị vô địch này, chị lại còn tốt nữa. Cảm ơn Kim. Trời ơi, không có gì đâu chị. Thật sự cái nhóm này á, chị thích vô cùng đến lúc nào phải không? Lúc em solo đó. Hát theo nào. Tôi lại là thấy là bạn thích nhất đấy. Bạn guitar này là thành viên nhí của ban nhạc. Bạn nói chỉ mới học lớp 9 thôi. Wow. Còn hồi nãy mà các huấn luyện viên nhận xét về phần trống của tụi em á, thật sự là để mà bước lên sân khấu này á, là bạn trống của tụi em đã vượt qua một cái bức tường dũng cảm kinh khủng. Tại vì em cũng xin chia sẻ thật là ban nhạc tụi em thành lập tới nay đã là gần 4 năm rồi. Cứ mãi chật vật về vấn đề con người, vấn đề hình thành ban nhạc và đi định hướng đi tiếp. Nó cứ cấn cá nhau. Sau đó tới giai đoạn em quá nản thì em nên rủ người bạn thân của em chơi. Thì lúc bạn cầm dùi tập từ con số 0 tới giờ mới chỉ dừng ở con số 3-4 tháng thôi. 3-4 tháng mà đánh dùi là quá tốt rồi nha. Thế thì là một câu chuyện khác hẳn đấy. 3-4 tháng mà như vậy thì là không đùa được đâu. Còn nhiều điều bất ngờ nữa, tức là bạn guitar là em trai của bạn này. Thưa quý vị, đây cũng là một trong những khó khăn, có thể nói là một trong những khó khăn nhất của các ban nhạc. Bao giờ cũng thấy, kể cả ở Việt Nam hay trên thế giới, thì việc kết nối các thành viên để đủ lịch tập với nhau, rồi cùng chung chí hướng, rồi cùng chung cả những hy sinh trong cuộc sống thì không hề đơn giản. Và đây cũng chính là một trong những lý do khiến cho ban tổ chức ra chương trình Ban Nhạc Việt, để ở đó khích lệ thêm tinh thần và sự gắn kết giữa những người chơi nhạc với nhau. Rõ ràng chúng ta thấy 4 huấn luyện viên đều lên trên này, nhưng chỉ có 2 người được trong vòng xem xét của ban nhạc này mà thôi. Mà trong đó có một người thì quá thùy mị, không hợp với phong cách này. Đấy. Hải Phong hôm nay dìm tôi hơi kinh nhở. Ủa sao em phản biện đi? Không, em hiền, tại vì em vừa được khen thùy mị nên em phải chứng tỏ độ thùy mị của em trên sóng chị. Giờ ban nhạc tụi em cùng nhau bắn tim vô cái người mà huấn luyện viên tụi em chọn luôn được không? Rồi đó, thì nói em đếm, bắt đếm đi. 3, 2, 1. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng ta cùng chúc mừng nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã có thêm một ban nhạc rất mạnh về đội của anh. Và bây giờ, phần vượt tường tiếp theo sẽ như thế nào? Xin mời quý vị. Bia Sài Gòn hân hạnh đồng hành cùng chương trình.